Liên quan đến thông tin về việc phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nhóm mặt hàng rau trái cây chiếm tỷ lệ cao, trong đó có nhiều mẫu vượt mức giới hạn cho phép, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh ra soát thông tin, tính toán lại tỷ lệ mẫu rau quả thủy sản vi phạm tránh gây hoang mang trong dư luận. Theo đó, đặc biệt lưu ý tỷ lệ mẫu rau, trái cây vượt mức quy định an toàn thực phẩm tại thông tư 50 ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật và mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm mẫu mực bạch tuộc vượt mức dư lượng tối đa cho phép cadimi theo quy chuẩn Việt Nam của Bộ Y tế từ đó Ban quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với báo chí cung cấp lại thông tin đầy đủ chính xác cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cũng đề nghị Ban quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo đầy đủ kết quả xử lý mẫu giám sát không đảm bảo an toàn thực phẩm lãnh đạo cục khẳng định Chất lượng thực phẩm nông lâm thủy sản trong những năm qua đang được nâng lên. Đơn cử trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lấy 843 mẫu thủy sản, giám định vệ sinh an toàn thực phẩm thì chỉ phát hiện được 12 mẫu vi phạm, chiếm 1,4% giảm so với cùng kỳ năm 2021 là 2,3%.